mệt quá. Con nghe nè mẹ. Mới làm xe xong cho khách. Sao? Cái gì? Rồi con biết rồi con. Rồi bình tĩnh con về liền. A few minutes later. Các bạn ơi, sau khi mà mình nghe xong cái cuộc điện thoại của mẹ mình thì mẹ mới nói một điều là cụ thể là mẹ mới mua một chiếc xe Vision mới rồi mẹ coi được cái clip mà cục tính toán của mình cho nên là một hai rồi mình về vừa khoe cái xe và vừa bắt mình phải gắn cho mẹ một cái cục tính toán vô xe. Nói chung thì phụ huynh của mình cũng đã lớn tuổi rồi mọi người. Mẹ mình thường xuyên quên rất là nhiều thứ. Lúc mà mẹ còn chạy xe số thì mẹ quên đá chống nghiêng lên. Rồi nhiều khi là quên dập gác chân sau lên. Rồi cũng quên taxi nhanh mà mỗi lần quẹo luôn. Thì mình sẽ lắp thêm cho mẹ một cái cục tính toán. Cái này là thậm chí là mẹ mình tự đề xuất với mình luôn nha. Mẹ coi được cái clip mà mình làm cũng được mọi người yêu mến á, khoảng cũng mấy triệu view á, về cái cục tính toán này cho những cái dòng xe, thì mẹ thấy là cũng cần thiết cho cái xe của mẹ, cho nên là bắt Vinh rắp một cái cục này cho mẹ. Thì một cái cục tính toán như thế này nó cũng rẻ thôi, chỉ 90k giải quyết được tới hai vấn đề. Thứ nhất là đối với lại những cái dòng xe đời mới bây giờ là xi nhan của nó là chỉ có giao diện thôi chứ nó không hề có âm thanh, cho nên là việc thứ nhất là khi mà chúng ta quẹo hay là chúng ta cần phải ra tín hiệu thì nhiều khi người ta chỉ nhìn thấy đèn thôi, đôi lúc người ta cũng sẽ không có để ý tới đèn đâu. Nhưng mà nếu mình có thêm cục này thì ngoài việc có thêm đèn thì mình còn có thêm âm thanh nữa, để cho người khác nếu như không thấy đèn thì người ta cũng có thể nghe âm thanh để người ta chú ý hơn tới cái xe của mình. Và bản thân mình khi mà nghe cái âm thanh đó mình cũng có thể nhận biết được xe mình là đang mở cái tín hiệu xi nhan. Rồi khi mà mình xi nhan mình rẽ trái hay là mình rẽ phải xong rồi thì chúng ta biết là còn cái tiếng này để chúng ta có thể tắt xi nhan. Thì cũng là cái vấn đề về người thật việc thật thôi. Đó, Vinh hay chia sẻ với mọi người là những cái sản phẩm nào Vinh đã phải sử dụng qua rồi, đã phải trải nghiệm qua rồi thì Vinh mới làm clip giới thiệu những cái sản phẩm đó cho anh em. Bởi vì mình đã biết về những cái tính năng, hiệu năng của nó như thế nào, cảm nhận ra sao thì mình lên clip nó mới chân thật và đem tới những cái trải nghiệm đúng nhất cho khách hàng. Xe của gia đình cũng vậy luôn, xe phụ huynh luôn nè. Đó thì Vinh cũng sẽ sử dụng cái cục tính toán này cho xe ở nhà của mình luôn, để nó được một cái gì đó gọi là nó có thêm tính năng an toàn hơn cho cái xe của phụ huynh mình. Rồi mời anh em với mình đến cái công đoạn ráp cái cục tính toán nha. Đây là cái quy trình lắp đặt tính toán của bên mình nè. Về cái đường đi dây điện nè, rồi cách bắt dây rút nè, thì anh em có cảm thấy là nó gọn không? Nếu gọn thì cho mình xin một like cho anh thợ này có thêm động lực để làm gọn với những cái xe khác nữa chứ. Bởi vì anh làm quá xuất sắc luôn mà, nhìn Vinh còn ưng nữa mà. Ok, và đây chính là cái vị trí mà mình lựa chọn để lắp đặt cái cục tính toán cho cái xe Vision này. Thường thường thì anh em sẽ lựa chọn là lắp ở trên đầu xe, ở những cái vị trí xung quanh đây này nọ, đó thì tùy theo mọi người. Còn Vinh thì sẽ lựa chọn lắp ở cái vị trí ở bên dưới này. Nói chung là theo cái sở thích của từng người thôi. Nhìn dưới này thì Vinh cảm giác là nó sẽ gọn hơn, và nhìn vào thì kiểu nó như là kiểu nhìn nó sẽ ít thấy cái cục tính toán này hơn, nhưng mà nó sẽ ra tiếng. Mặc dù là lắp ở bên dưới nhưng mà cái âm thanh của nó cũng rất là hay. Đó, đây để mở thử cho anh em nghe. Đó, tiếng nó rất là lớn luôn, rất là hay luôn. Bởi vì bên mình là áp dụng một cái quy tắc bắt cái cục tính toán này, nó cũng có cái quy tắc đàng hoàng nha anh em, không phải là muốn lắp sau lắp đâu. Đó chính là anh em phải lắp cho cái vị trí của cái cục kêu này nè, nó phải vuông góc thì nó mới phát ra cái tiếng kêu nó trong nè, nó lớn được. Thì sau khi mà lắp cái phần mặt nạ vào rồi thì cái cục tính toán sẽ đặt ở cái vị trí này. Mặc dù là bị một cái mặt nạ che lại nhưng mà anh em nghe đi, cái âm thanh nó cũng rất là lớn. Đó, thì cái âm thanh này lớn không có nghĩa là nó sẽ quá lớn gây cho mình cái sự khó chịu hay là ồn ào đối với lại những cái xe xung quanh, mà cái âm thanh của nó gọi là cũng là vừa đủ để người khác có thể nghe thấy xe mình và bản thân mình cũng có thể nghe thấy được là mình đang bật xi nhan cho xe. Rồi, vậy là một cái linh kiện nữa mình lắp cho cái xe của mẹ mình đi nó sẽ an toàn hơn. Và khi anh em lắp cục tính toán này ở bên mình á thì giá của nó sẽ là 90k, sẽ được tặng kèm 4 bước chăm sóc xe miễn phí, trong đó sẽ bao gồm là vệ sinh kính hậu nè, mặt đồng hồ,
Tăng Thắng, Tăng Sơn, Tăng Côn và bơm bánh xe. Thì đối với lại xe này, mặc dù là xe nhà nhưng mà mình vẫn sẽ làm 4 bước chăm sóc xe đó. Để làm gì? Để mình quen cái tay là cứ mỗi lần mà hoàn thành một cái xe nào xong cho khách là mình phải làm 4 bước chăm sóc xe đó cho họ. Chứ không có ý y là xe nhà là mình sẽ không làm rồi đâu đó mình có thể quên ở những cái chuyến xe sau. Cứ xe nào ô tô làm xong là cũng phải làm hết 4 bước đó mọi người. Bởi vì sếp mình chia sẻ là không quan trọng hóa đơn của anh em là bao nhiêu tiền, quan trọng là phục vụ anh em cảm thấy hài lòng, anh em thường xuyên quay trở lại ủng hộ Sếp Hai Bánh là bên mình đã cảm thấy vui rồi. Xin chào, hẹn gặp lại anh em.